Ok, xin chào bạn, chào mừng trở lại với GC cùng chơi Final Fantasy 7 Remake. Ok, Chapter 10 rồi. Wow. Mình không để ý luôn đấy, nhờ loanh quanh về Chapter 10 vẫn. Lần trước là mình chơi đến cái đoạn cuối của cái cổng ấy. Bây giờ mình sẽ chắc mình sẽ lên cái chỗ Chapter 7 luôn. Trên thực tế là những cái đoạn này là nó xảy ra rất là nhanh ở trong game. Chắc mình nghĩ chỉ là còn vài tiếng thôi. Có thể là cái mà đặc biệt là cái đoạn Syndra đánh thằng Clan nó rơi nhà thờ là nó cũng rất là sớm ở trong game ấy. Tầm 3 tiếng đầu. Và mình nghĩ là cái đoạn này là tầm ví dụ các bạn chơi tầm 4 5 tiếng là chơi đến đoạn này. Và trên thực tế là trong game này nó đến tận thời điểm này nó kéo dài đến tận là ô cái quest là bây giờ mình mới đỉ đi mẹ bố đấy. Chơi hết mẹ game rồi bây giờ mới biết là nó cái chỗ này nó để lead quest. Không biết mình phải chuẩn bị cái gì không nhỉ? Mình xem cái Battle Intel này. Stacker. Có cái Parry Material. Cái này chả bao giờ mình lên được 200 nhỉ? Bây giờ chỉ cần Stacker một thằng nữa thôi là chúng ta có ATB Stacker Material. Và hiện tại là mình chơi tầm 19 tiếng á. Wow. Không để ý luôn á. Từ 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 từ. Đi nhầm. Đi này thôi. Đi này các em ơi. Chỗ em nó không giảm giá cho mình cái gì. Tiền thì ít mà cái gì cũng đắt. Cái thằng Cloud là nó ấy cái kiếm mới nhỉ? Nói chung là cái nào là cũng hết rồi. Phải điên này không nhỉ? What the F ấy? Điên này này. À điên này đúng rồi. Đây nó có cái bình này. Phải lên. Chuột. Mày động vào gái của anh. Keep those gloves up. Sure thing, coach. Sure thing, coach. The art of gravity. Này dễ trái đây này. Luồn qua đây này. Cái chỗ hở to như này phải luồn. Ủa con cua, tôm cua này. Con này nó đỡ được cái physical attack của mình. I've got this. Don't you mean we've got this? Take the lead. I'm coming. One more shot. Material. Deadly dot. Told you so. Công nhận cái diễn viên lồng tiếng Tifa rất là hay. Kể cả Eric cũng hay nhưng mà là lúc đầu mới nghe thì có vẻ hơi cường điệu quá nhưng mà nói chung là cái kiểu cái nhân vật này cũng rất hay. Đến tầm này mình nghe quen rồi cái nhân vật này nghe rất hay nhưng mà mình vẫn thích cái nhân vật Tifa hơn. Là cái thiết kế vẫn dẫn lợi cái nhân vật mà lồng tiếng ấy nghe nó nghe đúng như kiểu là kiểu là Tifa mà mình tưởng tượng như mình hồi mình chơi cái Final Fantasy 7 bản gốc ấy. Trên thực tế là còn hay hơn cái bản mà mình tưởng tượng cái nhân vật này nó hồi xưa ấy à. Em cảm lắm ấy. Rồi đây. Cua đâu? Ơ cua nó không đánh mình à? Ui, nó bắn cái này. Thôi chờ mày chết đi. Mấy cái đường song song ấy nhá. Wow, vẫn còn rất dài.
này đi lên trên này. Ồ, ngon quá. Đi vòng. On the other side. Em phải đi đằng dưới này. Ok. Tất cả cũng chỉ là mấy cái quả mà gọi là material thôi. Em mình phải đi xuống ở đây. This won't take long. Flee, chạy 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 chạy. Ồ, không chạy được à. So it's my turn. All set. Đấm cá. Tifa có cái Star Shower. Tifa giờ đấm ác quá nhỉ. Đang đi vòng này. Không có gì là khó cả. Đây này, nó ngay đây này. Là quả gì đây? Mình nghĩ là cái elemental wanding material là cái gì mình chẳng nhớ. Wanding magnify, cái này mình nghĩ là cho cái con erip hả. Wanding reduce debuff duration à, cái kiểu I material, healing material, barrier material. Cái này mẹ cái nào cũng hot. Gió này. Ok, bỏ mẹ đi đi. Mình có thể đổi cái prayer này với lấy cái magnify nhỉ. Magnify con này nó sẽ chiêu đánh băng này. Và cái win đổi đẳng cấp sang pray. Tifa này là không có chiêu ấy à? Chắc à đó, Tifa vẫn có chakra này. Auto kill này. Cái này nó rất là lợi luôn này. Steadfast này. Item Master Full. First try MP up. Mẹ cái nào cũng muốn lên. Này có rất nhiều về barrier này, win này. Okay, mình sẽ cầm một cái win này xem. Không nhất thiết phải cầm nó nhưng mà mình thực sự mình đang muốn luyện ấy. Nếu trong trường hợp nào mà gặp mấy con mà đánh gió à, con bay bay ấy. Bởi vì là phần này đúng là mình chưa có nhiều nhân vật. Ví dụ về tổng thể là về nếu mà cái trò này có Vincent bên xếp ấy, hoặc là Yuffie thì là có thể là không phải lên win này mấy. Cô Tifa bị dính ngủ à? Mẹ chó đấy. Tức toàn thế. Cái này nó không tự đánh được nhân vật nhà mình. Ui dồi. Đúng là cái chế độ này nó chuyển sang cái này đánh kinh thật. Ui dồi. Get those gloves up. Sure thing, coach. Đúng là cái chiêu này đánh rất là mạnh nhá. Khi mà nó chuyển sang cái chế độ cái gì nhỉ? Gladiator mode là cái gì? Mình tự nhiên mình quên mất. À đâu? Punishing mode. Cái này lại là pair of cái gì này? Không biết phải là cho Tifa nhỉ? À, cái này là đồ Fury Ring này. Enter battle with Berserker state mode. Ủa? Kinh quá nhỉ? Hay cho mẹ Tifa ấy nhỉ? Berserker State cái này. Cái này là cái chế độ đánh rất là kinh khủng ấy. Nhưng mà cái damage mình nhận là sẽ kiểu double ấy. Nhưng mà cái damage mình deal là cũng là double luôn. Có một số cái mới. Protection Boost. Ui, Immune to Slow, Immune to Stop. Kinh quá nhỉ? Cho nên nó kháng lại mấy cái yếu tố thời gian này. Thực tại chưa cần lắm nhỉ. Bởi vì là một số cái yếu tố là ví dụ nó nguy hiểm với cái bản đánh theo lượt đấy. Nhưng mà đến cái bản này mình cảm thấy là nó thực sự nó không nguy hiểm lắm, hoặc là chưa nguy hiểm là ví dụ poison này, hoặc là slow và stop thì mình chưa bị nhiều. Nhưng mà ví dụ như là mấy cái ngủ ấy, hay là ngất độc ấy
Thì đúng là hiện tại là vì cái này là nó di chuyển tự do này, nên vẫn có cửa để mình chạy, mình né để cho câu giờ này. Nhưng mà nếu mà đánh theo lượt thì đúng là vỡ mặt thật. Toàn bộ là nó toàn là kể nó dựa hết 100% vào chỉ số ấy. Nên là mấy cái vấn đề mà bị mấy cái độc điếc hay là mấy cái độc hay là mấy cái chữa chậm lại rất là khó chịu luôn. Look, that must be the way out. The sewer system. There must be some way we can lower the water level. Mình tưởng là cái chỗ này là nói rồi nhưng mà hóa ra vẫn chưa mà. Ok, Tifa mà. Air rip. Bỏ máu cho team này. Thì mình nên cho Erip là búp cái MP up này. Bởi vì là Erip này là búp sử dụng magic rất là nhiều. Healing material, barrier material. Thế giờ là cái vũ khí con này nó không có slot. Ít slot quá. Ở đây này có cái chiêu mới rồi, bây giờ mình mới để ý mẹ. Thế này. SP nó lên 60. Ủa rồi, cái này ngon từ nãy rồi. Summon Fairy to attack cho enemy. Kinh quá. Unleash consecutive attack on enemy of spell one time only during activation. Ủa cái này ngon từ nãy thế này mà mẹ, từ nãy giờ mình không biết. Có thể mình boost thêm một số cái, ví dụ là MP up nhỉ. Cái này là đang lên này. Check it out. Seventh Heaven's water tank has something similar. I'm betting we can use this to control the sewage level. Hey Cloud, you want to give it a try? This ought to drain the water. Right. Cho nên là hệ thống điều khiển cái hút xả nước. No luck. Must be busted. A red light indicates a blockage, apparently. We can use the hand pump to clear the blockage. Sounds about right. Này như kiểu trò Resident Evil nhỉ. All right. Aerith, you mind giving me a hand? Cloud, you stay put. Keep an eye out for more red lights. Wait, I'm not sure. Trust me, this is the best way to handle it. We'll be back soon. Đi nói chuyện riêng. Don't worry, I got it. Tôi muốn điều khiển Tifa. Này này. Thì nó chỉ ngay đây thôi. So maybe this is a little different from the one at the bar. More industrial. Industrial. Cái này lâu rồi, cổ xưa rồi. How to operate the wastewater pump. Till to open the valve. A needle with that to pump swing. Harry, close the valve. Okay, mình cứ thử thôi. Có nghĩa con này nó sẽ mở cái pump level lên. Con này sẽ bơm, kiểu Tifa trên bơm. Try to stay in sync. Xanh một cái. Spectacular. Spectacular. Nếu mà bơm càng nhiều thì là cái đỏ nó càng rộng. Hàng này nó dễ rồi. Nè chị Tifa chị bơm. Ui ui. Cái này khó phết nhỉ. Bỏ mẹ này. Bấm nhiều. Ui ui. Ui ui. Mẹ cái này quay kinh thế. Ui rồi.
I think that did it. Wonderful. Operation okay, Pump. Let's head back. Cloud's probably getting worried. Đừng vẫn ngay đây mà còn worry. Are you shitting me? Ok, để anh, để chị làm hết. Thằng này chỉ đứng đây là chả làm gì. Tưởng là đi nói chuyện riêng. Nicely done. We make a great team. Go team. Go team. Go to the surface. Try to stay behind. Ủa, có hàng. It's on you. Here goes. Stay back. Oh, cái Berserker stay này nó khác so với bản kia nhỉ? Ok, chúng ta sẽ vồ con này đi. Đạp rồi ạ. Ui kìa. Mẹ ăn chót. Ui ui. Nó lùa Tifa của mình. Thôi cho bỏ mẹ là. Ui chém. Tifa đâu. I'll show you what I can do. Why don't you lead the way? Ủa Tifa ngất à. Stay strong, okay? Ủa, à, ô Tifa biến thành cóc á. Cóc mặc váy á. Mẹ chó này. Mày lùa gái ta. Worked up a good sweat. Được cái là cái auto kill này là nó sẽ không mất lực ấy. Ủa. Fleeling familiar. Bỏ con tiên à. Trưởng. À ta đã vỡ mặt. Trèo lên, trèo lên. Sure is nice to go up for a change. Hope the pillar's not much further. Stay back. I see you. Take the lead. I'll show you what I can do. You're looking good. Úi xa. Nè nè, ba đây. Úi xa. Đào đó. Úi xa, đào. Tifa đánh ác quá. Hang back. I'll go on ahead and secure the exit. Nè, đi trước à. Úi xa. Trẻ bọn ở đâu ra? Ui, đâu? You too. But there's too many of them. Not for me. Hurry. Last warning. Back off or die. Trẻ bọn thủy quái đâu ra? Come on.
chung là mấy con quái mà cái bọn thủy quái này là vẫn cái phiên bản hồi xưa ấy. Nhưng mà đúng là rất hay là đến phần này là nó vẫn cho mấy cái bọn như bọn thủy quái ấy. Ở đâu ra không hiểu được. Dolphin Fury. Ở chapter 11 ấy. Understood. The avalanche mission's been approved. We ought to proceed as planned. This is bullshit. What the hell are they thinking? Threats to public order are to be summarily put down. This is what we've always done. Summarily put down. Summarity-ish. Guess it's a little late to grow a conscience. Just on patrol. Don't worry, we'll make it in time. We make it in time. Kiểu gì tí nữa là cũng đánh nhau với cái thằng Ru với cái thằng Reno ấy. Bởi vì trên thực tế là gặp thằng Reno với cả thằng Ru kia là ở trên cái tower kia là cái lần đầu tiên gặp nó, chứ không phải là mình đánh nhau riêng ngoài. Nó headband này. Become immunity to sleep. Không thể chống ngủ này. Này cũng rất là hay. Thế nghỉ thì Husky and MP. Là quay lại sector 7 này, ra vị trí chứ. Đây nếu mà mình nhớ không nhầm là hình như nhảy qua mấy cái toa tàu ra. À, đúng đúng đúng, cái này vẫn thế. This is the train graveyard, all right? A real treasure trove of scrap. Sector 7 should be just past that large maintenance facility over there. I vote we stay in the light so we can see where we're going. Dark, dark everywhere. That it? Cái chỗ này vẫn chưa đến cái sector 7 à? Cái chỗ này là cái chỗ khu kiểu bãi rác xe lửa. Và tất nhiên chỗ này cũng sẽ gặp rất là nhiều quái rồi. Nhưng mà hồi xưa nó có cái random encounter, cứ chạy đi chạy lại cái chỗ này là có quái. It's deserted and kind of creepy. People don't come around here often. And not just because of the monsters, but because of the stories. What kind? Everyone seems to think that the train graveyard is haunted. Those who lose their way out there in the dark of night will never, ever find their way back home again. Is that right? I mean, it's not like I think it's true or anything. But you know, it's just... Kiểu tin đồn là chỗ này nó bị ma ám. Đây có mấy con chuột đây. Chỗ này là... Ok, mình sẽ có thể mình đi lại đây tí. Ui, nhìn cái quả tay này. Holy shit. Nên là nó làm rất là chi tiết những cái đoạn là... Cảm tưởng là nó chả có gì ở cái bản cũ này. Nó có đai tổng nó ấy. Mythic Rod à? Úi dồi, cái này chưa luyện sao? Cái này là thêm về là lực đánh rồi. Ray of Judgment. Kinh quá nhỉ? Bay lên trên này. Fire Energy Burst that hit multiple times. Increase Stagger. Damage Boost. Có 2 ATB. Cái này thêm về phòng thủ nhỉ? À, cái này nó tự nó... Có một con ra nó bảo vệ nó đánh ấy. Cái này mình chưa học xong á. Ờ đúng đúng rồi, cũng chả học, chả dùng mấy ấy. Cái này thì tất nhiên là dùng rồi này. Dở nhỉ.
Cơ bản là Erip là mình cũng không dùng mấy ấy. À, và chuyển là Erip. Mình phải chăm đánh trưởng. Just like that, okay? I gotcha. Đi xuống đây ra. Đi đây, ok. Có mỗi một đường này. Chỗ này bị ma ám á, chả gì. Chơi kiểu Resident Evil. Nó bắt mình phải ra đây à? Ui, có mấy con gì đây? Keep Ray. One more shot. Can you take over for me? Ui, 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 đấm. Ui, dồi. Ui, tỷ phạt đánh ác quá. Why would there be kids out here this late? What? Then. Tifa ghét này. Nhưng mà công nhận là cái Berserker Ray này là ở cái bản này nó khác bản trước. Ở bản kia là Berserker Ray là gần như là chúng ta không thể điều khiển được nhân vật luôn. Kể là bị Berserker là đấm rất là kinh nhưng mà đồng thời là mất quyền điều khiển nhân vật ấy. Các kiểu. Nhưng mà bản này đúng là nó chỉ là double damage với cả giảm cái defense là một nửa ấy. Nên là cái lợi thế của mình rất là lớn ấy. Đam cũng tương đối to rất kiểu. Chỗ này bỏ hoang mà điện mà vẫn bật liên tục mẹ. Điện nối đâu mà mẹ miễn phí đấy. Nên này có cái linh hồn rồi bay bay à. Ui. Hình vẽ của trẻ con này. Này có ma thật đấy không phải thế. This isn't a game. Focus. Trust me, I'm focused. On you. I'll show you what I can do. That's it. Ui. Ui. Too late. You got this. Ui đạp này. Ui, cước. Ok. Có cái asset à? Bọn này lại yếu với băng à? Này, bọn này cũng rẻ rách mà không có gì mà. Đầm. Thì phải đánh ác á. Ta shower rồi. Mẹ Tifa lại đánh ác đấy nhỉ? Không hiểu sao. Là sao đang gái đâu mà lại vừa sinh lại và đánh nhau rất là kinh luôn. Chờ từ từ thêm này. Đây có gì hot không? Các em bình tĩnh. Đây còn ai tập này nói. Ôi, one kill á. Wrong way. Tởm vãi. Nhầm đường ấy, nó chỉ cho mình. Con chó gì này, con ma này. Như bọn trẻ con nó trêu nhỉ. Kinh vậy. Nhìn hai chị là chị chạy mẹ em đây trước rồi. Thế còn đúng là có tiếng trẻ con thật. Vào đây. With that. Here goes. Go on.
Mình dùng mấy cái này để cho nó luyện này, cái chi tiêu này. Đùa. Chết tao rồi. Erim này yếu quá. Ui nó vồ này. Mẹ kìa. Đây. Ui. Erim này mà đam nhỏ ấy. Ôi cho Erim này. Con này nó defend vật lý. Ui ôi ngon quá. Material. Này lại cái gì đây? HP up à? Quên mất. Tifa bây giờ có cái ngọc cái đánh kinh quá. Nhìn chỗ em nát này. Nát tan tành. Come on. Seriously? Come on, huh? Well, that's inviting. Bên đây phải đánh boss à? The train wreck. Nên là mình sẽ đi ra chỗ này xem có gì hơn. Phoenix Down, Antidone. Cho mình rất là nhiều thứ. Mẹ. All right, let's see what's inside. Ui. Vẽ nhiều thế. Có cái cưa cái gì? Well, what do you think? I'm game. Huh? But it'll be fine. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Chết rồi, chị này chị điên rồi. Right? Ghosts aren't my thing. Thằng này cũng sợ. You're just being modest. After you. Mind letting me go then?